Chào anh em, xin chào các bác nhé. Em vừa về là bốn cái chiếc máy lọc không khí trên ô tô. Cái sản phẩm này bây giờ rất là hot đấy các bạn. Giờ rất là nhiều các bác đi ô tô thì cái không khí trong ô tô là khá là bí, nhiều bụi. Mình sắm một cái con lọc khí ô tô này. Đây là cái hàng em nhập hàng lướt tuyển chọn các bác nhé, gần như mới tinh luôn, gần như mới, đấy. Gần như mới luôn các bạn. Lọc khí sáp khử khuẩn. Năm sản xuất 2021 này các bạn này. Sản xuất tại Thái Lan. Hãng của Sáp. Gần như mới tinh, có ion khử khuẩn. Mẫu lọc không khí trong ô tô. Tình trạng cả bốn chiếc đều như mới các bác nhé. Đến 2021 hết. Đấy, các bác lấy chiếc nào nó cũng như nhau thôi. Đấy, rất là đẹp mới. Hàng tuyển chọn như mới luôn. Trước đây em bán là 1 triệu 2 một chiếc. Các bác có nhu cầu thanh lọc không khí ô tô thì các bác alo. Đây, có 3 cấp độ lọc IG GC2, cái mã của nó đây. Các bác có thể tra mã nhé, IG GC2. Không khí sáp ô tô giá 1 triệu 2 cho các bác.